Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em mở cái ruột nội thất của con Velocity XTA 60 4B cho quý vị xem nha. Sexy nha quý vị, đẹp xuất sắc luôn. Cái màu của cái này là cái màu trắng này nha quý vị, cho nên là quý vị đòi 7 màu là không thể có được đâu. Tại vì cái màu nguyên thủy của nó là màu trắng vậy luôn. Nó vậy là mới dữ lắm luôn á. Chừng nào mà cái sexy kia nó 7 màu thì quý vị nhìn vào quý vị thấy liền à. Còn cái này cái màu nguyên bản của nó trước giờ là nó trắng vậy chứ không phải là nó cũ nó vậy nha. Cái dòng này là nó vậy nha quý vị. Đánh bốn con than nè. Bốn con than này chất âm này nó rất dễ, chất âm nó mềm mại nha quý vị. Những con thang này nó cực kỳ dễ ghép lo ha. Tụ đây ha, hai tụ nguồn Enda ha, đó tất cả mấy cái tụ trắng trắng này về tụ tụ trắng trắng mà tụ dữ không ha. Rồi đơn giản vậy thôi, nói chung là nó có mới nó tràn hết nhà vậy. Đây, cực đẹp nha. Cái màu sexy thì nó vậy nè chứ không phải là màu 7 màu đâu, cái màu nó khác nữa ha. Để mình xem mới nè. Rồi bây giờ em sẽ lắp vào. Rồi con này thì công suất của nó là 220W nha quý vị, mặt phay nhôm, vỏ gỗ vintage cực kỳ đẹp luôn quý vị. Công suất nó là 220W nha. Đánh tốt các dòng loa Mỹ, loa châu Âu và loa Nhật luôn ha. Đang đánh đôi select xong 110. Ứng dụng hiệu quả đại đớm bắt tuyệt vời hết nha. FM ha, tuyệt vời. Chất âm mềm mại sâu lắng nha vậy, rất là tuyệt vời luôn. Rất đẹp nha vậy, quý vị lưu ý ha, mặt nè. Rất đẹp luôn. Mặt phay nhôm sáng bóng hết. Con này thì em giá nó là 4 triệu 9 nha quý vị, 4 triệu 9 XTA 64B. Công suất là 220W nha, điện 120W 60Hz. Đánh hai cầu loa AB, A cộng B. Rất đẹp nha quý vị, phía sau rất đẹp luôn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Em xin cảm ơn. Đèn vàng rất là đẹp luôn ha.